Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn đến mình. Ở mình là Sơn Bông Lép, đến từ làng Hồ Cao. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip để chia sẻ cho các bạn một cái buổi tập thân trên của mình ha. Của mình và các bạn đây luôn ha. Chỉ có bạn Toàn đây. Toàn, bạn quay phim là bạn khách phát thử phấn. Ở đây thì có những bạn mới. Ví dụ như bạn Nghĩa, anh Hòa, bạn này mình quên tên rồi. Đương nhiên sẽ các bạn tập bài chân, các bạn hôm nay là tập chân. Mình sẽ chia sẻ với bạn hôm nay mình buổi tập thân trên, gồm có cả skill và cả basic của mình các bạn ha. Rồi. Thì cái bài thôi các bạn. Hôm nay cái này nó sẽ thú vị lắm. Hôm nay mình cho các bạn mang tính chất tham khảo để các bạn có thể như bạn tò mò hỏi mình là anh tập sao, rồi chi lực tập skill của basic như thế nào. Thì các bạn có thể lấy cái này làm mẫu nha. Rồi, vô các bạn ơi. Trong tay nha. Xuống. Lên, thẳng tay. Anh ráng anh đổ ra thẳng tay rồi xuống thẳng tay là được rồi. Xoạc chân ra đi anh. Đúng. Thẳng tay. Thẳng tay. Rồi lên thẳng tay. Ok, thì buổi tập của mình sẽ là nó chia thành một bài xen kẽ rồi ha, tức là một bài kéo sẽ đi với một bài đẩy, kéo đẩy kéo đẩy kéo đẩy các bạn nha. Thì bài đầu tiên hồi nãy của mình đó là planche press to handstand đúng không? Thì bây giờ bài tiếp theo của mình sẽ là front lever raise các bạn. Thì khác là mẫu ha, thì tùy vào level của mỗi bạn đây mà nó sẽ có nhiều dây trợ lực khác nhau. Ví dụ như Toàn thì dùng hai dây đỏ các bạn. Sau đó cho anh trắng đi, dù như anh trắng đi, anh trắng là sẽ dài một dây đỏ các bạn ha. Thực ra anh trắng đã unlock from river rồi. Mình qua đây cho nó quay cho nó sáng nè. Anh dài một giây thôi. Số rep ở đây nó sẽ là từ 4 đến 5 rep đó các bạn. Không cần đi nhiều ha. 4 đến 5 rep. Ok. Đó, đơn giản thôi các bạn. Thì thực ra anh trắng đã có thể làm được full from river rồi. Nhưng mà mình vẫn để dây cho anh để cái mức bài tập này nó ở những set đầu nó nhẹ các bạn. Càng về sau nó sẽ càng nặng. Mỗi bài mình tập khoảng 3 set các bạn ha. Thì mình sẽ đi theo thứ tự nhẹ, nặng hơn và nặng nhất. Ví dụ như mình đây thì mình sẽ làm không cần dây các bạn. Dạ, mình cũng sẽ làm từ 4 đến 5 cái thôi. Sau khi đi vài set đá phone thì anh trắng sẽ show cho bạn kỹ năng front lever của mình nha bạn ha. Coi sao anh nghĩ được mấy giây? Chắc 3 giây quá. Giữ chung đi. Vô đi anh. Giữ chung em. Giữ chung hả? Ok thì mình sẽ giữ chung với anh trắng các bạn.
mấy bạn tập bài phone thì mình sẽ phỏng vấn những bạn mà đang tập chân. Đây là anh Hòa các bạn. Anh có thể tự giới thiệu bản thân xíu không? Anh tên Hòa, 35 tuổi. Hiện tập tại bao lâu rồi? Được gần tuần, từ thứ hai tới giờ. Dạ, đó là 4 buổi nha anh, chứ chưa được tuần đâu. Okay. Thành quá, mệt quá mấy bạn ơi. Thì giờ tới quá. Không, cái buổi đầu tiên xong rồi cái buổi bây giờ thấy sao? Hả? Càng ngày càng đuối. Càng ngày đuối hả? Không có bài nào là dễ dàng đúng không? Đúng, càng ngày càng nặng. Nhưng mà bây giờ nó ê khắp người hả? Ê cả người luôn, tại vì bữa đầu tiên á là Sơn cho mình tập chân. Bữa thứ hai tập ngực. Rồi bữa thứ ba tập vai xô. Hôm nay thì sao? Hôm nay lại tập chân nữa. Hôm nay tập chân tiếp. Nên đuối quá mấy bạn ơi. Nhưng sẽ cố gắng. 35 tuổi đó bạn thì 35 tuổi nhưng mà mình tại sao mình tập với anh? Tại vì thấy mấy bạn tập thấy khỏe với lại thể hình đẹp. Mê đúng không ha? Mê liền. Nhưng mà ra đây chỉ bị bắt đứt thôi chứ không có gì hết trơn. Ok, tôi quay lại chẳng. Đã vô đi anh ơi. Ủa không mang kiến nữa thắng? Không anh. Sao vậy? Tuột quá. Do nãy giờ em vô đi anh Trắng. Thì các bạn có thể thấy bây giờ anh Trắng là anh còn có 77 kg vậy các bạn. Anh ăn cũng vậy nhưng mà anh chơi đá banh rồi anh tập dữ quá ốm rồi. Giờ anh có muối rồi các bạn thấy không? Các bạn có thể không tin nhưng bây giờ muối anh giờ hơi rõ rồi các bạn ơi. Đó gì uống lượng như dung với anh. Rồi anh thường hay tập hay bị chuột rút lắm bạn. Thường tập thân trên anh hay bị chuột rút thân dưới. Ngộ nghĩnh thiệt. Em muốn nói gì với bạn không anh? Gì? Tập chịu quá nhiều vậy các bạn. Là khỏe toàn thân luôn á. Thì okay. Mình tập mình không thể thiếu một nhân vật các bạn. Nó chính là Iron Man các bạn. Đây các bạn có thấy. Đây. Anh Thắng Du Thâm đang mang kiến của Iron Man mà ha. Sao cảm giác sao Thắng? Chán thiệt các bạn. Đi tập mà mang kiến. Nhưng mà kiến này sao mà xịn bằng bằng kiến mình qua mình review với bạn đúng không? Kiến mình qua review bạn mới xịn. Kiến ngầu cá. Hôm qua nó coi video không? Đó, kiến phải vậy mới đỉnh các bạn ơi. Kiến review mới đỉnh nè. Đúng không Khang? Hôm qua sinh nhật của Khang các bạn. Nhưng mà mình không biết. Nên chúc Khang Vũ bước thăm với mình Trắng. Vũ em mà thăm. Vô anh ơi. Vô anh Trắng. Toàn toàn toàn. Ok. Toàn vô bài các bạn. Bây giờ mình làm em ơi giải level xuống đi. Toàn toàn toàn. Set này nặng hơn tí. Thì set này nó sẽ nặng hơn xíu nha các bạn. Thì bạn sẽ xuống dây. Nãy là dây đỏ đen thì giờ mình dây đen thôi. Toàn này mình bữa mình show clip cho các bạn xem rồi. Thì bạn ấy đã có thể stretch the plan cứng rồi các bạn ha. Nhưng mà vẫn sẽ tập những cái bài nhẹ hơn. Bản chất của việc tập skill này tức là các bạn sẽ tập những cái bài mà nó level nó nhẹ hơn xíu so với khả năng của bạn. Các bạn mình squat hả? Sẵn đây mình sẽ chia sẻ hôm nay tập chân của các bạn. Hôm nay không có nhật các bạn. Nhật chắc nó lại ngủ quên rồi. Thì anh sẽ đi anh lấy cục 10 nữa. Một hiệp squat 10, một hiệp squat 16, một hiệp squat 20. Tức là anh sẽ đi squat là mỗi lần 15 cái. Đó là cục màu xanh này của Lộc nè. Lộc mang ra cục 10kg đây. Thì bây giờ mình đi 10kg này 15 cái. Sau đó 16kg 15 cái. Rồi 20kg 15 cái. Ok nha. Anh đi 5 set xong rồi nói em. Rồi gần. Không anh đi 5 set xong rồi nói em, tức là một lần mình đi ba, một lần mình đi 45 cái. Đúng rồi. Rồi sau đó 5 set xong nói em. Rồi chúc mọi người may mắn. Mệt lắm á. Ok. Vô Khang ơi, em bớt khoe cái bụng của em đi. Thì nhiều bạn cứ hay thắc mắc là buổi sáng công viên tập sao nó có vui không, thì đây mình sẽ clip này các bạn thấy là có vui không nha. Tập dưỡng sinh mà. Tập dưỡng sinh đúng không ạ? Vô Khang ơi. Khang thì bị chấn thương vai các bạn, chắc là do hả ở nhà người yêu thì chấn thương vai các bạn ơi. Tập giờ như cho mèo rồi. Lên. Rồi dàn ra xuống. Lên. Vậy đạp ai vậy? Ok thì giờ mình sẽ vô các bạn ha. Bài đầu tiên sẽ là bài plank. Press to handstand nhé các bạn. Thì cái bài này thì khi mình tập skill á, các bạn lưu ý là thường bản thân mình tập những cái level nó dễ hơn một tí. Ví dụ như bản thân mình giữ được straddle plank à, nhưng mà mình tập bài này mình vẫn xài về chịu lực. Bài này nó sẽ có tác dụng là giúp cho vai bạn khỏe hơn. Và khi bạn giữ plank bình thường nó sẽ cứng hơn nữa các bạn nhé. Bài này
nếu như bạn bạn khỏe thì bạn làm full plank, thì bạn chưa khỏe thì bạn làm treadle ha. Và mình chia thành 3 hiệp. Hiệp đầu thì mình sẽ dùng 2 giây, hiệp sau bỏ giây, và hiệp cuối mình sẽ xài dây đỏ bạn nha. Các bạn số rep thì bạn chỉ cần làm từ 4 đến 5 rep thôi. Okay. Nó có nhiều cách thực hiện lắm. Bạn có thể làm một cái mà cứ còn nghỉ hoặc là làm liên tục. Bây giờ mình sẽ làm 3 cái liên tục. Đó, ví dụ như hồi xưa mình tập á, vậy mình rớt rồi đó bạn. Nhưng mà khi mình tập cũng bộ hơn đúng không? Làm rep trọng bạn hơn. Đó, thì, làm liên tục vậy. Hoặc là bạn mệt quá, hoặc mỏi quá thì mình nghỉ một tí. Xong bài đẩy thì ta sẽ tới với bài kéo, bài không đi vào đây các bạn. Xong hai bài đầu tiên, giờ sẽ tới với hai bài tiếp theo. Đó là bài giữ máy bay và Iron Road rồi nha. Rồi thì bây giờ sẽ tới với bài cross các bạn ha. Thì cross đối với Phát thì bài cross là bài bạn khá yếu các bạn, tại vì bạn mê đẩy thôi. Những bài kéo thì bạn lười tập, đặc biệt là trong thời gian cách ly dịch các bạn, thì Phát hầu như không tập kéo các bạn. Các bạn sẽ thấy là Phát vai tuy vai to nè, đẩy khỏe nè, mà yếu thì yếu đẩy, yếu kéo các bạn ha. Rồi vô Khang ơi. Thì Khang này thì khỏi phải nói rồi bạn, Khang này yếu đều. yếu đều bạn ơi. Và này anh Trắng là ổn nè, lát nữa bạn sẽ thấy anh Trắng làm cross. Đương nhiên thì hiệp đầu thì cứ lên nhiều dây thoải mái bạn. Cái bài này khá là khó, nó làm cho mình chấn thương vì cái bài này các bạn. Hồi xưa á cũng chấn thương vai chắc là nửa năm. Nghiêng bên rồi thẳng tay ra đó, thì mình cứ giữ nhiều dây vậy để làm quen mà ha. Xét đầu lúc nào cũng vậy á. Vô lên trắng rồi. Bạn thấy là anh Trắng giờ người khá gọn các bạn. Ok. Có muối bụng rồi, cơ liên sườn luôn. Có cảm giác là đầu tiên thấy cơ liên sườn của mình nó làm sao anh? Ốm đói quá. Tại vì sao biết không? Anh biết tại vì sao nó ốm đói không? Tại vì là Đức không làm thì Đức không có ăn đó anh ơi. Vô. Hôm nay Nhật nó cúp học các bạn. Nó quên nó cúp tập rồi. Chắc là do đi học hay sao đó. Thì với cái dây nhẹ vậy thì anh Trắng khá ổn mà ha. Đó. Mặt hơi gồng thì cũng hơi khá nặng mà không ổn lắm. Ờ lên lại đi anh. Good. Đẹp. Đi ở những bài này mình giữ tầm 3 đến 5 giây thôi các bạn ha. Vô toàn. Thì toàn thì bài này cũng khỏe các bạn. Một giây tím thôi. Đây các bạn nhìn toàn vậy thì các bạn nghĩ toàn bao nhiêu tuổi các bạn? Cứ đoán này, cứ đoán thoải mái mày. Lâu dữ. Thì lúc đầu anh nhìn, lúc đầu anh nhìn là anh tưởng 13, 14 tuổi anh. Ok. Thì lợi thế của những bạn ốm là lợi thế những bạn mà chiều cao mà không có cao các bạn. Là các bạn tập những cái bài skill nó dễ lắm, dễ lên đó bạn ha. Đó, thì khi mà biết lên lift thì tự nhiên là tập khỏe hẳn. Đúng toàn. Vô thắng ơi. Đây. Rồi các bạn biết là một phần anh thắng hay quay lift, tại vì sao? Tại vì anh nghĩ mình khỏe các bạn. Rốt lẹ lên. Ừ. Đây là người đàn ông trưởng thành các bạn ha. Các bạn nên nhớ. Đúng rồi, nếu mà bạn nhìn lại thì anh Thắng cách đây vài năm không trưởng thành giống như bây giờ đó bạn. Anh Thắng bây giờ trưởng thành lắm. Dấu hiệu rõ nhất là các bạn lên Facebook của anh á. Còn bán tà không? Đó. Ừ. Anh Thắng bán hàng đa cấp với bạn, các bạn muốn hỏi đồ gì cứ liên hệ anh. Đó, kiểu mà ra mình tập mà mình không biết sức mình đó bạn. Để đen lên kiểu tập ổng được. Kiểu mà đang bấm điện thoại bắt vô tập. Đó thì là lên phải lên dây lại bạn ơi. Thì các bạn tập lâu á sẽ có những kiểu bạn tập giống vậy, tức là ra cứ đó, cái này thì đỡ hơn mà. Muốn nói gì không Thắng?
À ok. Quay mạnh đi kìa. Sao em nắm danh? Bây giờ mình sẽ tới với chủ bài thứ hai các bạn. Một của một là một bài kéo, một bài đẩy ha. Thì sẽ giữ máy bay. Thì phát chắc là có thể giữ full multi rồi các bạn. Thì các bạn khác thì là spread đồ thôi. Thì mình ở bài này mình cũng còn là hả hơi vất vả một tí. Ok. Hả? Thì với cái set đầu tiên thì giống như khởi động các bạn. Là set nhẹ nhất. Tập với bạn thì phát tập với khá nhiều dây thì tím đỏ bạn quên tím đen các bạn ha. Good. Thôi Khang ơi vô ha. Thì Khang sẽ thử mình không biết nữa. Khang là như lúc max khả năng của bạn ấy là dây đen giữ được khoảng 3 giây gì đó, nhưng mà bạn bị chấn thương vai đó bạn, thế nên bạn có thể chơi nhiều dây tí. Set đầu anh không sao đâu, set đầu ok. Vô đi đây. Đó, các bạn giữ vậy các bạn thấy thằng tay form rất đẹp các bạn nha. Hôm nay biết mình biết quay clip á, thế nên là bạn cởi áo thường thường tập là Khang mặc áo mà. Đúng rồi. Ở đây mọi người ổn không? Sao? Ra Lộc ơi. Thì đây là bạn Tâm các bạn. À, Tâm này là 2K5 hả? Em ở đâu lần? Tân Phú anh. Tân Phú ạ. Dạ. Buổi đầu tiên cái buổi đầu tiên ra tập là em nhớ không? Dạ. Thì bạn này ở Tân Phú thì cái buổi đầu tiên bạn tập là bạn chạy bộ ra các bạn. Sau đó ra đúng buổi tập chân luôn. Sau đó lết về luôn. Bữa đó em về mất mấy phút? Chắc nửa tí hơn á. Nửa tiếng hơn à? Chạy bộ về là nửa tiếng hả? Dữ dội chứ bạn ơi, đi ra đây mà tập là chạy bộ là đúng ngay chân là sai rồi. Vô anh Trắng ơi. Giờ anh Trắng sẽ máy bay. Thì trong tất cả những người tập skill của bạn thì anh Trắng là người tập, phải nói là em nhận xét sao về anh Trắng hả? Khỏe đều, cũng tiến bộ rất là nhanh. Từ trước khi anh vô tập để em hỏi các bạn đó nha. Anh Trắng là có lối đi riêng độc nhất vô nhị. Thôi thì mình coi anh Trắng có lối riêng của anh Trắng này thôi. Vô. Đó. Rồi bây giờ anh cao cái lưng xuống thấp cái chân được không? Cao cái lưng xuống. Rồi giữ đó. Cao cái lưng xuống. Cao cái lưng rồi thấp thấp cái chân xuống. Cao cái lưng xuống. Nghe hơi lộ các bạn, thường mình nói nhanh quá mình sẽ bị liệu. Rồi bây giờ tới lượt anh Thắng Vũ Thâm mà. Anh Thắng Vũ Thâm cũng là một cái ngoài lề tập ở đây các bạn, tức là anh tập với một cái phong thái gọi là phong thái chớp tắt các bạn ha, tức là có bữa tập bữa không. Đó, anh giờ anh đang vô thế tật nguyền không biết nữa có tập được không đây, mà chắc chắn thì anh sẽ không giữ được rồi. Mình thì không mong đợi nhiều ở anh Thắng các bạn, rồi ra tập cho vui thôi, cho có tụ các bạn ơi, chứ gọi là tập nghiêm chỉnh thì anh ơi, nếu mà Thắng tập nghiêm chỉnh thì sao anh? Thì cũng tàn diện á, nhưng mà thì em có thể nói về tình hình cuộc sống hiện tại của em ngắn gọn được không? Cuộc sống sau dịch bế tắc lắm các bạn ơi. Dạ, phải đi làm trả nợ các bạn. Thực ra là anh Thắng đã đi theo con đường đi mộ đạo đó bạn ơi. Bây giờ anh đang theo con đường mộ đạo rồi. Mình search YouTube thì thấy anh thấy là 9 bài kinh cần thuộc. 9 cái bài nào thuộc chưa? Thuộc được 3-4 bài. Ok. Bây giờ toàn vô bạn ha. Đi bạn này bạn toàn.
Toàn này hôm bữa mình kêu các bạn đoán tuổi các bạn đúng không? Thì em đứng lên, đứng lên cho mọi người coi, nhìn sơ qua coi. Ok. Thì bạn đoán tuổi các bạn nhé. Thì cuối clip này mình sẽ chia sẻ số tuổi thiệt của Toàn các bạn ơi. Toàn là cũng khỏe các bạn, nói chung là nhỏ mà. Nhỏ thì có tố chất thôi. Thì bạn có thể giữ được đây là Stretto Marty các bạn ha. Tuy là hơi rớt lưng xíu. Vậy là quá ok à. À, chúng mình vô các bạn. Thôi mọi người, thì lát nữa mình riêng cái bài này thì mình tập trung làm bài này thôi. Sau đó mình làm cross, tại vì mình phải kéo rin lên nữa. Nên phòng máy bay thì mình sẽ lên cross các bạn nha. Ở vô lại set 2. Đây là người khỏe trước làng hoa. Đây là set 2 các bạn. Thì Phát rồi ơi, thì nói sơ một tí là Phát vừa có một chuyến du lịch Đà Lạt về. Mình sẽ hỏi thăm tí là bạn, lát nữa bạn ấy tập xong thì mình sẽ hỏi thăm là trên Đà Lạt bạn ấy đã nạp đạm bằng món gì nha các bạn ha. Ok. Thì full Marty với dây đen đỏ vẻ hơi nặng như bạn tí. Thôi vậy stress rồi. Giờ sẽ rơi không được luôn các bạn ơi. Khi bạn nó quá sức quá mạng rồi. Ok. Thôi thì sau chuyến đi Đà Lạt 2 ngày thì em đó nạp đạm gì Phát? Em nạp bằng dĩa trứng 70.000. Dĩa trứng 70.000 hả? Các bạn lên Đà Lạt bạn ăn được trứng ốp la 70.000 các bạn, mấy cái? 4 cái trứng 70.000. Ok, 4 cái trứng 70.000. Dĩa đâu muốn? 140.000. Anh có nhận xét gì về đệ tử qua đâu? Đâu muốn ok. Đi về mà không thấy quà cáp gì hết. Chán. Kèo lắm, mua dâu tây hay là mang cây thông Đà Lạt về cho mình biết đây đây Noel. Phải lan đồ đúng không anh? Phải lan dẻo này. Phải lan mít sấy đồ. Không các bạn, mới sáng sớm ra tập thì ra đau bụng rồi mới về nhà xong bạn ơi. Em thấy Phát sao? Chán anh. Chán đúng không? Anh em gì chán thiệt. Sẵn sàng trả 70.000+ cho đồ ăn mà anh em không có được món quà nữa. Rồi ấy tập cho nó có tinh thần. Các bạn đang thấy những người bạn rất thực dụng mà ha. Thế chứ không thực dụng nha. Trong khi anh em mình bị trắng lột tiền thì đây mọi người chỉ nghĩ tới dâu tây khoai lang đó bạn. Vô ra đây. Thẳng tay. Đẹp. Thì anh trắng gì mỗi cái rớt lưng thôi bạn, chứ vai rất là khỏe bạn ha. Anh chỉ bị rớt lưng thôi. Thì qua thời gian là sẽ cải thiện được ha. Vô anh ơi, hiệp 2. Mình qua với mấy bạn mới tí đi. Đây là một cái clip buổi sáng công viên các bạn thấy. Đây xếp thứ mấy rồi anh? Thứ 4. Xếp thứ 4 rồi đúng không? Đẹp, khỏe mà. Ráng tập. Thì squat là cái bài mà thường là tập chân mình hay tập nhất, vô chân là cứ squat tới chết hả bạn ơi. Thì cường độ tập của hôm nay chắc nó khoảng gấp 3 lần hôm đầu tiên anh tập các bạn, tại vì hôm đầu tiên là anh chỉ tập squat 10 kg thôi đúng không? Đúng rồi. Squat 10 kg 10 hiệp đó hả? Thì bây giờ lại lên nữa bạn. Thì tức là mình sẽ đi 15 cái. Thì đó là rất là siêu, 7 giờ sáng là có mặt cái đây rồi. Vậy anh. Ừ. Lộc các bạn. Lộc. Nói chung thì những bạn đã tới đây tập thì đều rất nghị lực các bạn, đối với mình thì vậy là quá ok. Nhiều bạn chắc mắc bác sợ ở đây. Anh ơi bị lệch tay. Đây cũng là tay lệch với bạn. Bạn ẩu thiệt nhưng mà người ta vẫn ráng tập thôi, không phải mình chọc bạn đâu bạn ơi. Đó giờ sao mà anh trắng nói bạn nghị lực á. Anh vô 20 kg đi anh. Thì một set của mấy bạn tập chân đây là tập có 2 buổi à. Dạ 20 kg. Ngồi xuống thẳng lưng lên nha anh. Thì cứ đi cục 10 15, 16 15 và 20 15 các bạn ha. Đó cứ 15 cái. Thì lát nữa hiệp thứ 5 xong á thì mình sẽ quay lại hiệp thứ 5 vui lắm bạn ơi. Sau khi xong hiệp thứ 5 thì nó sẽ vui với bạn nha. Rồi, vô Thắng ơi. Thì sở trường của anh Thắng các bạn, đó là ra tập bất cứ bài nào thì mình sẽ quay liếc các bạn ơi. Đây các bạn thấy là đây là cameraman. Quay ra cho anh Thắng. Thì Facebook của anh Thắng á, một á là sẽ truyền đạo các bạn. Dạo này là mình đến với Chúa rồi mình đi nhà thờ kiểu. Và thứ hai là kiểu quay liếc sống não. Em thấy cái cuộc đời vậy, vui không? Vui anh. Về mình làm điều ý nghĩa bạn. Cái gì? Đức tin mà không có gì. Đây là anh Thắng nói câu gì rất là hay dạo này bạn. Đức tin mà không có việc làm, đức tin chết. Đó, đây là anh Thắng này. Đó, đức, đấy, em mình nói ra. Đức không đi làm được đức đói á. Thì anh Trắng các bạn biết anh tên Đức các bạn. Em phải học Đức. Đức
là Đức không đi làm là Đức đói đúng không? Quá hợp lý luôn bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tới với bài thứ hai ha. Giờ mình tranh thủ mình tập đã. Ok, thì bây giờ mình sẽ tới với bài basic các bạn. Mình tập skill 4 bài, thì giờ mình tập 2 bài basic, đó là bài kéo xà với lại deep các bạn nha. Thì đây em Hòa đã xong 5 hiệp squat. Bây giờ vô bài vui nhất là bài giữ squat nữa. Thôi, anh qua đây anh giữ anh giữ với cục 20kg này các bạn. Thì đối với mình giữ squat là một cái phần thú vị nhất của bài tập đúng không anh? Thì anh có bật chế độ rung không? Vô giữ anh 30 giây. Tại là chân đang rung rồi đó mấy bạn. Bây giờ khi giữ 20 giây. 30 thôi. 30 giây. 20kg. Mà hồi nữa mấy bạn thấy rung lắc ghê hồn. Rung lắc ghê hồn vì comment rung lắc thôi làm gì căng. Vô đi anh ơi. Vô chung với mấy anh luôn cả. Tâm ơi vô giữ không quá, chỉ có đi chung hiệp với anh Hòa. Tâm kìa. Vô giữ squat em ơi. Bác, vô cái sao bác. Mà giờ đúng quá, giờ cho nghỉ chút xíu thôi, giữ được không? Cho nghỉ giờ. Nghỉ 10 giây. Cho nghỉ 1 2 phút đi chúng ta. 2 phút lâu quá, nghỉ 10 giây thôi. Vô đi. Rồi anh xếp tại đi anh Trắng ơi. Anh muốn kéo nhiêu cũng được. Thôi lấy 2 cục 32 rồi, kéo chậm ngực đi. Thì mình kéo xài chậm ngực nha mày. Còn cái đó là lát nữa deep. Lát deep không sao hết. Rồi lấy 16kg của bạn, lọc với cho anh mượn của 16kg nha. Thì bài basic là mình sẽ tập với hôm nay mình chơi kéo xài chậm ngực các bạn. Vẫn là kéo xài 32kg chậm ngực ha. Rồi anh đợi xíu. Anh sẽ được anh Trắng tập xong hiệp này rồi anh vô anh tập. Ok. Quá đã, anh Trắng cố lên. Được nghỉ thôi. Rồi anh Trắng kéo đi anh. Mình kéo xài chậm ngực nha bạn, 32kg. Đó thì các bạn thấy đó, kiểu của anh Trắng tập vậy đó bạn. Cứ một rep xong cái A một cái xuống nghỉ. Đó, sau đó thì quéo. Rồi vậy đó, đó kiểu của anh Trắng tập vậy xong rồi đó. Rồi anh Trắng xong rồi đó rồi. Sao tiếc là anh xong rồi đó. Giữ quá đi anh. Đâu cho anh mượn cục 20kg lọc. Dạ yeah. Thì giờ mình sẽ cùng nhau đếm 30 giây anh Hòa squat. Giờ tắm đâu rồi? 2 cục 10 game. Rồi thẳng lưng ra, ưỡn ngực. Rồi ngồi xuống. Sắp xuống nữa. Rồi giữ đó, gối không chạm vô cái tay nè. Tay không chạm, thẳng lưng lên anh. Từ cong lưng quá, đứng thẳng nghe. Rồi xuống, giữ lưng thẳng xuống màn tâm bên cạnh đó. Rồi ngồi xuống. 1, 2, ngồi rồi, giữ đi. Trọng lượng vô gót chân. Rồi tập trung anh, đừng nhìn em làm gì, anh tập trung anh thở thôi. 5 giây. Nhẹ mà, bá yêu này đâu có nặng đâu mà. Chưa. 10 giây. Tiếp 20 giây đi anh ơi. Cao mông lên ha Tâm ơi. Anh ơi, không lẽ nó không giữ lại được Tâm. Lên. 20 giây nữa. Rồi, ứng ngực ra, thẳng lưng. Xuống đi anh, xuống miếng nữa. Quá đuối chưa, giữ 20 giây nữa lận. Mọi người đang nhìn anh nè, thấy không? Tất cả mọi người trong công viên nè. Đang dồn mắt dành đó. Vô. Tiếp. Anh đừng nhìn em làm gì. Tiếp 13 giây nữa. Ráng anh, ráng. Phải đâu phải dịp nào cũng được lên hả. Quay clip rồi. Lỡ đùi luôn anh. À đỏ hả à. Kéo xài đi phát. Vô. Ước lên. Rồi 13 nữa thôi. Ứng ngực ra. Đúng rồi giữ đó. 3 2 1. 10 9 ráng vô lại anh. 9 giây nữa. Ráng đi. Anh cảm thấy sao rồi? Ở nhà vợ đang coi clip anh. Lên anh ơi, ráng đi, bà xã đang coi clip. Vô. Hãy tin ông xã. Nhưng mà mới làm tới nay giờ không làm được gì đâu. Nó vậy luôn. Bà xã đó tối nay anh được tha, được chưa? Go. 3, 2, xuống. Ứng ngực ra mới nhắc tạ lên. Lên. Rồi xuống giữ đó. 9 8 7 6 5 4 ráng đứng dậy nhanh. 3 2 squat lên, đứng lên. Ok đó. Được. À, nhìn em cái nè. Sắm mặn mấy bạn. Ok. Đó, vô đi Phát ơi. Cảm ơn anh. Vô kéo đi Khang. Đợi gì nữa, có tà của mình rồi kìa. Rồi, xong rồi đây là đệ tử của anh Trắng luôn các bạn ơi, kéo xong cái vậy rồi đúng rồi. Rồi, thắng rồi.
Anh Trắng vô lại nha mày. Anh Trắng sẽ kéo rep thôi, chứ trong người không nổi rồi. Anh kéo bình thường em không cần stop đâu. Không cần làm stop vậy, anh kéo bình thường thôi. Vô. Đó, chỉ cần còn 5 tới 6 rep là được các bạn. Ok. Rất đạt. Song song với bài này sẽ là bài dip. Bài sẽ dip 40 kg, 20 rep thôi. Vô anh Trắng ơi. Giờ mà chưa. Mới gì kéo xà sao? Bây giờ phát sẽ 40, dip 20 các bạn nha. À, bây giờ phát sẽ vô dip 40 kg, 20 rep các bạn ha. Thì cái số set thì nó sẽ thay đổi, từ mình sẽ tập khoảng 2 set. Hoặc là mình hôm nào mình vui thì mình sẽ chơi 3 set. Thì kiếm là được 20 cái liên tục không? Easy, easy các bạn, mình nói thay dùm phát luôn. Với cái vai mà như vậy nè các bạn, 20 cái quá dễ. Vai nhỏ như anh Trắng đây 20 cái, còn easy đây, easy phát. Vô, đi. Hai bài cuối buổi thì mình sẽ dành cho bài dip là bài cơ bản nhất của cái này là dip với lại cái xà các bạn ha. Nó chắc đã xong rồi. Và những ngày này thường nó sẽ rơi vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy các bạn. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy sẽ có một buổi tập thân trên những giày, sau đó mình sẽ tập chân. Và những cái buổi tập này nó sẽ mang tính là để bổ trợ cho cái ba buổi tập chính, là buổi tập 2-6 của mình này. Thực ra 2-6 mới là buổi tập chính của mình. Đây sẽ là buổi tập kiểu như dạo chơi các bạn ha. 40 kg 20 cái mà dạo chơi á. Dạo ra đây. Còn bên Trắng các bạn, các bạn nghĩ anh Trắng là được mấy cái? Anh Trắng là chắc phải cỡ 19 cái thôi đó. Rồi đây anh. Lên. Đó. 3 4. Đi nhanh lên không mà, đi chậm quá. Qua là hao sức rồi. Lên. Thở tí đi. 10 anh, 10 các bạn. Lần trước anh chơi là tới 16 cái lận, bây giờ chỉ có 10 cái thôi. Đâu vậy? Nghe hết nổi rồi, để mình vô. Em vô trước thắng. Đây hả? Cho em phát đầu mình em đủ rồi. Đây bạn sẽ xem được tác hại của việc là bạn ngủ không được, và bạn sẽ làm không được. Mình đã chia sẻ rồi đó, mình không hy vọng lắm mình thắng, nhưng mà với kiểu tập chớp tắt như thắng á, 10 hay là 12 cái mình đã vui rồi các bạn.
đừng khinh thường người khác. Đây là anh đang khinh thường nó mặt luôn bạn. Vô rồi đó mày đó, vậy là quá ngon các bạn. 3 5 tiếp thì đôi khi khinh thường người khác nó sẽ tạo cho động lực cho họ rất lớn các bạn ha, nhưng mà họ đôi khi nó làm nhục chí của họ này, nhất là khi họ đang tập như vậy các bạn. Đặt lên đấy, từ đó kiếm được tiếp tiếp mấy rồi lên 13. Ok là cũng là hơn được anh Trắng các bạn ha. Hồi nãy nói 12 ghét lên 13. Anh đi đủ 20 các bạn nha. Vô cái kiến này các bạn, sao mà bạn kiến của mình review được đúng không? Vô lên tiếp 16 hết rồi các bạn ạ. Anh đi đủ 20. À, đó thì đó là một cái buổi tập ăn chân của mình, như là một buổi tập chân của bạn mới đây tập rồi ha. Thì sau khi giữ xóa xong á thì anh đã vào cóc 2 vòng nữa bạn, à, không một vòng nữa bạn, không một sức 2 vòng. Thấy sao anh? Đủ quá. Bây giờ nhảy không nổi luôn. Ai nói vậy. Nhưng mà các bạn đừng có ngại mà ra tập với mình ha. Ra tập các bạn chỉ cần mang giày. Bữa trước thì anh mang dép à, thế là mình kêu anh mua một đôi tình tình. Vậy ra tập là ngon lần đi. Ok. Nhìn chuyên nghiệp hẳn. Và bạn mang theo nước xong tất cả các thứ còn lại để mình lo bạn, bạn không cần làm gì hết trơn á, đúng không? Em lo cho anh hết rồi đúng không? Đúng, đúng không? Mình lo là mình phải ý chí mình thôi. Ngoài giờ anh lo nữa nha, ra công viên thì có em lo cho anh rồi. Ok rồi thì đó, tất cả những gì muốn chia sẻ với bạn trong một cái clip mà nó cũng có tương đối dài vậy, hy vọng là các bạn có những giây phút thú vị. Yeah. Mình dạ sẽ anh lo luôn. Chào anh. Ok chào anh, bye bye. Dạ và mình anh Trắng cùng với tất cả các bạn công viên các bạn theo dõi clip, chúc mọi tập luyện tiến bộ. Chị cảm ơn các bạn. Ok, nếu bạn muốn ra tập thì 7:30 tới 9:00 sáng mỗi ngày trừ chủ nhật nhé bạn ha, công viên Làng Hoa. Đó, bye các bạn. Ok, quên bật mí với các bạn cuối clip về số tuổi của bạn Toàn ha, thì mình đi ăn sáng rồi các bạn. Mình ăn một chút bò kho. Thôi, em sinh năm bao nhiêu Toàn? Mình sinh năm 2002, 19 tuổi em mấy bạn. Rồi, 2002, 19 tuổi bạn ơi. Đây, nhưng mà bạn giống 12 tuổi thôi bạn ơi. À, nhìn bạn giống mấy tuổi anh? Tôi chắc cỡ 12, 13 hả? 19 tuổi thì bà cao biết nhiêu? 16 hả? Nặng 55kg hả? Dạ. Này 16, 55kg các bạn. Đó, với những bạn lính ruột của anh đang ngồi đây đó. Đệ tử ruột nha các bạn. Đệ tử ruột của anh Thắng Du Thâm. Thì hôm nay đệ tử ruột đã bao cho hả sư phụ ruột 1 ly nước cam các bạn. Ok. Quan Phúc không? Quan Phúc không? Uống không? Uống đúng. Rồi, mình ăn sáng đấy bạn ơi.